Mỗi ngày một câu chuyện. Câu chuyện ai quan trọng hơn? Khi tiếng gà gáy vừa vang lên, cũng là lúc mọi người thức dậy. Bác nông dân dắt trâu ra ruộng. Mọi người thì tất bật đi làm trong niềm vui háo hức của một ngày mới. Thế nhưng sáng hôm nay, mọi vật cứ im lìm, hình như mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Đã 8 giờ rồi. Chợt bác Tư tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng. Cả nhà ơi, trưa lắm rồi, muộn mất rồi, dậy đi thôi. Mọi người trong nhà hốt hoảng, vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa lo công việc cho ngày mới. Chị Lan vội vã đeo ba lô và lên tiếng. Sao hôm nay kỳ lạ quá, trời cứ tối om mà cũng không nghe thấy tiếng gà gáy. Báo hại con đi học trễ rồi. Cả nhà cùng đồng tình. Ừ, hôm nay sao lạ nhỉ? Sao chú gà trống không gáy? Ông mặt trời cũng trốn luôn rồi. Bác Tư chạy sang nhà của các bác hàng xóm, đánh thức mọi người và rủ nhau đi tìm gà trống. Khi gặp gà trống, bác Tư hỏi: Gà trống ơi, sao sáng nay chú không gáy vậy? Bao hại chúng tôi trễ nải công việc hết rồi. Gà trống liền trả lời: Các bác cứ đi tìm mặt trời mà hỏi. Hôm trước tôi gặp mặt trời, anh ấy liền bảo: Cậu chẳng có ích gì, chỉ có anh ấy mới giúp được mọi người thức dậy đi làm. Mọi người hiểu ra, liền rủ nhau đi đến nhà của mặt trời. Gọi mãi nhưng cũng không nghe mặt trời trả lời. Nhìn qua khe cửa, mọi người ngạc nhiên. Giờ này mà mặt trời còn ngủ. Mọi người cố gọi to đánh thức mặt trời dậy. Mặt trời tỉnh dậy và nói: Trời sáng chưa? Để tôi đi báo thức mọi người. Muộn mất rồi, mọi người đã dậy rồi, nhưng đã trễ nải công việc hết. Thế là mặt trời ăn năn: Đúng là lỗi của tôi, tại tôi chê gà trống nên bây giờ tôi cũng dậy muộn, chẳng làm việc gì được rồi. Thôi, các bác đừng giận tôi nha, tôi sẽ đến nhà của gà trống để mà xin lỗi. Và từ đó về sau, cứ nghe tiếng gà gáy, mặt trời liền chiếu sáng để mọi người dậy đúng giờ đi làm. Các con thân mến, gà trống và mặt trời đều có ích cho con người. Nhưng vì sự đố kỵ nhỏ nhen mà mặt trời đã chê bai gà trống là không giúp ích cho con người. Như vậy là không tốt, đúng không các con? Sau khi được mọi người đánh thức vì đã ngủ quên, làm công việc trễ nải, mặt trời đã nhận ra lỗi lầm và hứa sẽ đến xin lỗi gà trống đấy.